Thưa quý vị, các tỉnh miền Bắc đang bước vào thời điểm giao mùa. Với sự chênh lệch nhiệt độ lớn, thay đổi đột ngột và độ ẩm giảm, điều kiện thời tiết này là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn và virus gây bệnh sinh sôi, phát triển, tác động trực tiếp đến sức khỏe, đặc biệt là với trẻ em. Thực tế, số trẻ nhập viện tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian gần đây đã tăng đáng kể. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Thấy con sốt cao và ho nhiều, nôn chớ, chị Phương đã đưa con đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để khám. Lúc này cháu đã có một số triệu chứng viêm tiểu phế quản. Cháu ở nhà thì có hiện tượng là bị sốt với ho. Thì hai hôm cháu bị sốt lên 39 độ. Thì chị mới đưa cháu đến viện. Bác sĩ bảo con đang có dịch của cúm ấy. Thì là làm thêm xét nghiệm cúm, với lại làm thêm các xét nghiệm về phổi và thứ nữa. Còn em bé này mới 4 tháng tuổi đã mắc tay chân miệng và cả đi ngoài do rotavirus. Đây cũng là những loại virus dễ gây bệnh vào thời tiết giao mùa. Đầu tiên là bị nổi nốt ở chân ấy. Nổi nốt ở chân, xong rồi hai hôm đầu nổi nốt chân, xong rồi hôm thứ ba bắt đầu bị sốt 39 độ cho đi viện. Thời tiết nó thay đổi thất thường, với cả đúng được em cho đi tiêm ở đi tiêm thì chắc là cũng có khả năng này đấy. Thời gian gần đây ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, số lượng bệnh nhi đến khám và nhập viện tại bệnh viện không chỉ tăng lên đáng kể mà còn rất đa dạng các mặt bệnh. Thường vào cái thời điểm giao mùa này thì thường số bệnh nhi đi khám sẽ tăng hơn bình thường khoảng 20%, và các cái mặt bệnh thì chủ yếu thường gặp sẽ là các cái mặt bệnh về đường hô hấp, ngoài ra thì cúm, sốt xuất huyết, thủy đậu, tay chân miệng. Đang nói không ít trẻ nhập viện khi có những dấu hiệu trở nặng bởi thói quen tự mua thuốc điều trị cho trẻ, chỉ đến khi bệnh không thuyên giảm mới đưa đến cơ sở y tế. Theo các chuyên gia, trẻ nếu vào viện muộn có thể bị viêm phổi, tím tái, sốt cao thì có thể co giật. Hầu hết 60-70% những cái nhiễm khuẩn đường hô hấp cũng như là bệnh cúm rồi sốt xuất huyết rồi những cái thủy đậu này thì do virus. Thành ra là trẻ mà lại virus thì nó lại không chịu tác động của kháng sinh mà chúng ta lạm dụng mà tự mua kháng sinh cho ăn uống, thì ngoài là nó cũng không giúp cải thiện bệnh mà nó làm cho cái tình trạng kháng sinh nó tăng lên. Để tránh trẻ bị nhiễm bệnh, phụ huynh nên cho con đeo khẩu trang khi đi ra đường, vệ sinh tay chân thường xuyên cho trẻ và tiêm phòng đầy đủ để tạo miễn dịch cho các con. Cuộc vận động xây nhà ở cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang được thực hiện khẩn trương quyết liệt. Với phương châm, ai có công, góp công, ai có của, góp của, phong trào đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái trong các tầng lớp nhân dân. Chỉ trong một buổi sáng, phần móng của ngôi nhà với diện tích 70m² của hai mẹ con bà Hà Thị Quỳnh đã được hình thành nhờ sự giúp sức của các lực lượng công an, phụ nữ, đoàn thanh niên. Và khoảng hơn một tháng nữa thôi, căn nhà sẽ hoàn thành. Mẹ con bà Quỳnh sẽ có nơi ở ổn định, không lo mưa nắng. Nhà chỉ có hai mẹ con, hoàn cảnh khó khăn, được đảng, tỉnh, bộ đội, thanh niên, phụ nữ giúp đỡ. Tôi xin cảm ơn rất nhiều. Tháng cao điểm vì người nghèo năm nay diễn ra từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11. Trong thời gian này, các cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ có nhiều hơn nữa các hành động thiết thực, thể hiện tinh thần, tương ái, chung sức đồng lòng giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn sớm có nơi ở mới. Huyện cũng chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch hết sức cụ thể để huy động các lực lượng, trong đó có chủ công là thanh niên, là nông dân, phụ nữ, và cùng kết hợp tham gia nữa là lực lượng công an và quân sự cấp xã cùng với gia đình để hỗ trợ ngày công. Và chúng tôi phấn đấu đến hết năm nay thì 100% số nhà trong đề án sẽ hoàn thành, có nhà mới cho người nghèo. Riêng trong tháng 10, tỉnh Thanh Hóa đã khởi công 126 căn nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nâng tổng số nhà đã và đang được xây dựng theo chỉ thị 22 của tỉnh ủy Thanh Hóa lên 1.821 căn. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, hàng nghìn gia đình sẽ sớm được ở trong những căn nhà mới, an toàn và vững chãi.